Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Tổng trọng để tội phạm trị dần, Tổng Bí thư cũng là tổng tội. Ông Trịnh Văn Chiến làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2010-2014, làm Bí thư tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2014-2020. Sai phạm dẫn đến khởi tố, khám xét nhà và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Trịnh Văn Chiến là vì ông đã trực tiếp chỉ đạo tính tiền sử dụng đất cho công ty cổ phần Sông Mã tại dự án Hạc Thành Thâu, gây thiệt hại cho ngân sách của nhà nước hơn 55 tỷ đồng. Sai phạm này của ông Trịnh Văn Chiến vào lúc ông đang làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thời điểm sai phạm là vào năm 2013. Để tội phạm Trịnh Văn Chiến nắm Bí thư tỉnh ủy, ông Tổng Bí thư không thể vô can vì ông đã gây ra quá nhiều những quan chức thành củi. Lẽ ra cái ông nhọt của Trịnh Văn Chiến phải được trị dứt điểm ngay tại nhiệm kỳ của ông làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Thiếu Nguyễn Phú Trọng với vai trò là người đứng đầu đảng lại để ông này lên làm Bí thư tỉnh ủy và vào Trung ương Đảng. Vậy người đứng đầu đảng không có lỗi hay sao? Đây là câu hỏi đang được dư luận đặt ra. Sau khi vào Trung ương Đảng và giữ chức Bí thư tỉnh ủy, một lần nữa ông Chiến lại gây ra scandal nâng đỡ không trong sáng khi ông này nâng đỡ hốt girl Trần Vũ Quỳnh Anh ở Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa. Cô Quỳnh Anh được ông Ngô Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa bổ nhiệm rất thần tốc. Sau khi vụ việc đổ bể, Ủy ban Trung ương Đảng đã kỷ luật ông Tuấn. Cũng theo một nguồn tin được nội bộ đưa ra, thì chính quyền tỉnh cho biết thực ra hốt cô hốt girl Trần Vũ Quỳnh Anh là phòng nhì của ông Trịnh Văn Chiến. Ông Ngô Văn Tuấn nhận lệnh của ông Chiến để nâng đỡ thần tốc cho người tình của ông Chiến, nhưng cuối cùng ông Ngô Văn Tuấn lại bị đổ vỏ cho ông Trịnh Văn Chiến. Trước đó đã có rất nhiều đơn tố cáo gửi lên Trung ương Đảng, nhưng ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không cho ông Trần Quốc Vượng xử lý, tạo điều kiện cho Trịnh Văn Chiến tiếp tục tự tung tự tác tại tỉnh Thanh Hóa cho đến ngày nay. Và bây giờ sự việc vỡ lở, ông ta đã bị khởi tố. Để một người đầy sai phạm như Trần Tuấn Anh vào Bộ Chính trị, ông Trọng cũng vô can hay sao? Vụ Trịnh Văn Chiến chỉ là một trong vô số các vụ điển hình trong cả nước. Trong tay ông Nguyễn Phú Trọng có Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Nội chính Trung ương và Bộ Công an. Đây là ba vũ khí đủ để ông Trọng khui ra và cho cách chức những quan chức sai phạm ngay. Nhưng ông cứ im lặng, cho họ tiếp tục nắm quyền và lên chức, thậm chí là vơ vét và tham nhũng cho đầy túi. Ông cứ để cho những con người phá hoại này tiếp tục được lên cao và phá hoại khủng khiếp hơn, rồi ông mới cho bắt nguội. Như vậy thì làm sao tránh được thiệt hại do những kẻ tội phạm này gây ra, đó là thiệt hại cho nhân dân. Tuy hô hào là nhà nước pháp quyền, nhưng luật pháp đang bị ông Trọng sử dụng một cách rất tùy tiện. Bởi nếu sử dụng luật pháp tùy tiện theo ý muốn thì mới có điều kiện ngã giá về mặt chính trị, mới có điều kiện để các bên trao tay những hợp đồng tiền bẩn nhằm mang lại kết quả kiểm tra có lợi cho các ông quan tham. Quan chức của đảng không chỉ Trịnh Văn Chiến bê bối mà cao hơn còn có các ông như Trần Tuấn Anh, Phùng Xuân Nhạ, v.v. Ông Trần Tuấn Anh gây rất nhiều tai tiếng khi ông đang đương chức Bộ trưởng Bộ Công Thương. Đó là vấn đề điều hành vĩ mô bất cập đối với ngành xăng dầu và ngành điện, xuất hiện dấu hiệu trục lợi từ những lợi ích nhóm nhiều năm trước. Người dân cũng kêu gào rất nhiều, cộng đồng mạng cũng lên tiếng với biết bao bài viết phân tích có giá trị. Thế nhưng ông Tổng Bí thư nào có lắng nghe. Ông ta cứ ôm khư khư chức Tổng Bí thư của mình tới 3 nhiệm kỳ, nó cũng trái với điều lệ của đảng. Ở Đại hội 13, nhiều người nghĩ rằng Trần Tuấn Anh phải bị loại vì những sai phạm rất rõ ràng. Tuy nhiên, với vai trò là trưởng ban nhân sự của đại hội, ông Trọng vẫn để cho ông Trần Tuấn Anh tiếp tục nắm giữ quyền lực. Không những thế, ông còn đưa Trần Tuấn Anh vào Bộ Chính trị, trong khi Trần Tuấn Anh nhận được sự tín nhiệm rất thấp ngay trong cái đảng của ông ta. Ông làm trưởng ban nhân sự của đại hội, nhưng để lọt ra toàn tội phạm vào các vị trí quyền lực cao nhất. Ông Trọng để cho tội phạm tiếp tục trị dân, thì tội của ông còn lớn hơn tội của những tên tội phạm nắm quyền kia rất nhiều. Với đảng, ông Trọng không thuận theo số đông mà đưa tay kéo Trần Tuấn Anh không được tín nhiệm trong đảng vào thẳng luôn Bộ Chính trị. Đấy khác nào ông xem thường ý kiến tập thể. Nó trái ngược với những điều hàng ngày ông vẫn huỳnh hoàng. Quý vị vào xem bản tin Tổng Trọng để những tội phạm trị dân, Tổng Bí thư cũng là tổng tội. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.
Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin rửa tiền và tài trợ khủng bố, Đảng bị châu Âu chỉ mặt. Vào ngày 12 tháng 11 năm 2019, tạp chí Tài chính có đăng bài viết Việt Nam chủ động hợp tác quốc tế trong cuộc chiến chống rửa tiền, tài trợ khủng bố. Bài báo nói rằng Việt Nam đẩy mạnh cả về chiều sâu và chiều rộng, góp phần tích cực và thực hiện hiệu quả của công tác chống rửa tiền. Nhưng thực tế không phải như vậy. Đặc điểm của Cộng sản thường dùng tuyên giáo để mà che đậy sự xấu xa của họ. Họ có thể dùng báo chí, dùng khẩu hiệu vân vân để tuyên truyền thông thường những vấn đề gì mà Đảng tuyên truyền nhiều thì hãy cẩn thận, vì có khả năng Đảng đang làm chuyện xấu xa trong vấn đề đó. Điều này người dân trong nước đã từng trải qua. Đảng cho tuyên giáo hô hào để che đậy hành vi rửa tiền. Tham nhũng trong chế độ này gần như là 100%, không có quan chức nào của Đảng không tìm cách này hay cách khác để mà trục lợi. Chỉ có quan chức cấp quận thì có rất nhiều tiền, vậy quan chức cấp tỉnh, trung ương lại càng nhiều tiền hơn. Tiền nhiều và tiền nhiều tiền nên quan chức của Đảng Cộng sản rất cần rửa tiền để an tâm sử dụng. Chắc chắn rằng mỗi một quan chức sẽ giữ cho mình ít nhất là một mấu chốt để mà rửa tiền. Việc Đảng Cộng sản chỉ cho báo chí hô hào rằng Việt Nam chủ động hợp tác trong công tác quốc tế, cuộc chiến chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, thì đích thị Đảng muốn cho dân trong nước và thế giới biết rằng họ là kẻ chữa lửa, không phải là kẻ đốt nhà. Gần đây, Thời báo chấm đê nhận được thông tin từ quan chức giấu tên cho biết, sở dĩ nguồn kiều hối về thành phố Hồ Chí Minh tăng đột biến là vì có một lượng rất lớn tiền tham nhũng được chuyển ra nước ngoài rửa xong, lại chảy ngược trở về Việt Nam theo dạng kiều hối. Tức là người này khẳng định trong lượng kiều hối gửi Việt Nam có cả kiều hối thật và kiều hối trá hình. Thực chất là tiền tham nhũng của các quan chức đã đem ra nước ngoài rửa xong đưa về. Nguyên nhân khiến lượng tiền bẩn được rửa tăng đột biến được lý giải vào năm 2023 có quá nhiều vụ án lớn với các quan chức cấp thứ trưởng, bộ trưởng phải sổ khám. Bên cạnh đó có đến hai ủy viên Bộ Chính trị ngã ngựa. Cho nên các quan chức đang giữ lượng tiền lớn, vội vã ôm tiền đi rửa. Châu Âu đã liệt kê các nước có rủi ro cao về rửa tiền và tài trợ cho khủng bố, trong đó có Việt Nam. Sự thật về việc lượng tiền bẩn, rộ đốt, kiều hối quay trở về khó có cơ hội kiểm chứng. Tuy nhiên, lập luận này là có cơ sở. Đặc biệt, thêm vào ngày đó, vào ngày 18 tháng 10 vừa qua, châu Âu và Việt Nam đã đưa Việt Nam vào danh sách 29 quốc gia có nguy cơ cao về rửa tiền và tài trợ cho khủng bố. Như vậy, quan chức của Đảng Cộng sản đang rửa rất nhiều tiền mới bị đưa vào danh sách này. Trong danh sách này toàn là những quốc gia tham nhũng rất cao hoặc độc tài ủng hộ chủ nghĩa khủng bố. Việt Nam bị châu Âu xếp chung với những chính quyền thuộc loại cặn bã nhất thế giới. Thật là đẹp mặt cho cái gọi là Đảng quang vinh muôn năm. Vấn đề thứ hai mà châu Âu đề cập là tài trợ cho khủng bố. Lâu nay, chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam không công khai ủng hộ tổ chức khủng bố Hamas và một số tổ chức khủng bố khác. Không rõ Việt Nam có tài trợ cho những tổ chức khủng bố này hay không. Đây là một ẩn số đang được giấu. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn có mối quan hệ đặc biệt thân thiết với Nga. Không biết Đảng Cộng sản Việt Nam có âm thầm tài trợ cho chính quyền này đem súng đạn sang Ukraine để giết chóc và xâm lược đất nước này hay không. Nhưng cũng không loại trừ khả năng này. Nếu Việt Nam dính đến vấn đề này, đấy là hành động vô cùng dại dột. Bởi một khi châu Âu trừng phạt thì nền kinh tế Việt Nam sẽ khốn đốn. Lúc đó, người dân và doanh nghiệp sẽ phải gánh hết những hậu quả do Đảng gây ra. Trong danh sách của châu Âu có tên Việt Nam. Hiện nay, châu Âu đang siết Việt Nam bằng tiêu chuẩn xanh, giờ lại thêm bị khối này liệt vào danh sách các quốc gia rửa tiền và tài trợ cho khủng bố thì khó chồng khó. Một khi vấn đề này đổ bể thì tiếp theo châu Âu sẽ đến Mỹ, khi đó thiệt hại đủ đường và chỉ có dân là gánh hết. Tham nhũng là một cách phá hoại đất nước kinh khủng. Nó được ví như giặc nội xâm mà tham nhũng rồi đem tiền đi rửa, bị lộ và trừng phạt, thì nó là cái hại thứ nhì phát sinh ra từ tham nhũng. Dân nào sống cho nổi với các quan tham này? Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình với bản tin rửa tiền và tài trợ khủng bố, Đảng bị châu Âu chỉ mặt. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm đê để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo chấm đê.